Còn theo thông tin từ Bộ Y tế, cho đến nay thì ca mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại Việt Nam đã âm tính và những trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân đều an toàn, chưa ghi nhận thêm bệnh nhân nào mắc bệnh đậu mùa khỉ. Ngày 23 tháng 9, hệ thống giám sát y tế của thành phố Hồ Chí Minh báo cáo ca nghi ngờ đậu mùa khỉ là bệnh nhân nữ 35 tuổi đi du lịch từ Dubai. Sau khi thời gian điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân đầu tiên mắc bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam đã hết sốt, các bóng nước ở mặt, tay chân đã khô mày, chóc vẩy và lên da non, các bóng nước ở họng cũng lành, hết đau. Bệnh nhân ăn uống tốt, lên cân, tinh thần lạc quan. Kết quả PCR dịch tiết một số vị trí kiểm tra trên người bệnh nhân hiện đã âm tính.